Okay, now. Do a task. Look at page 6. Look at this picture. Complete the description. Okay? We have 6 words. And I want you to fill these words in the correct blank. Okay? Now, can you read the passage? Let's read the passage, please. In... Oh, sorry. Now read the passage please, Hoài An. Cái phần này chúng ta sẽ đọc và điền các từ vào chỗ trống nha. Chúng ta sẽ đọc lần văn nào. In Alison's bedroom. In Alison's bedroom. There are 6 doors. Next. A bed, dot, dot, dot. A bed, bed and a cupboard. So which word to fill in this blank? Pillow. Bây giờ cô Hoàng muốn bạn An sẽ tìm một từ ạ. Ở trên cái hộp này chúng ta sẽ điền vào chỗ trống nha. Bạn An sẽ chọn từ nào nhỉ? Chúng ta sẽ chọn từ nào? À, chúng ta đã điền R rồi thì chúng ta sẽ bỏ từ A này đi. À đây. On a bed. Really? There are 6 domes. Chấm. Full stop. There is a full stop. Cho nên câu thứ nhất là kết thúc ở đây rồi. Tiếp theo câu thứ hai. A bed and a cupboard. On a bed and a cupboard. Như thế thì chưa hợp lý rồi ạ. Chúng ta sẽ chọn từ there's. Okay. There's a bed and a cupboard. Đúng không? Cộng với danh từ thì trước đấy chúng ta sẽ sử dụng there's. Đúng không? Có một cái giường và một cái tủ đúng không ạ? Chúng ta sẽ điền vào there's. Okay. Now the next, number 3. There are 5 books. There are 5 books. Dot, dot, dot. The shelf. Ah, good job, Anne. Good job. Can you write? Good job, Anne. Okay. Now the next, number 4. Are 3 domes. The bed. So, which word to fill in this blank? We have 3 words left. There, or under, or in. Good job, there. Cô Hằng mời bạn nào Hoài An sẽ đọc lại câu này nào. There are... There are... Three doors. This one. There. The bed. The bed. Which word? Tiếp theo chúng ta sẽ chọn từ nào điền vào nhỉ? There. There. Chúng ta còn 2 từ đấy là từ under and in. Chúng ta vừa điền từ there ở đây rồi ạ. Under or in? There are 3 domes. The bed. Sorry, 3 domes. The bed. So, which word? Under or in? Under, right? There are 3 domes under the bed. Okay, now the last sentence. There are 5. Puzzles. There are 5 puzzles. The cupboard. The cupboard. There are 5 puzzles. In the... In the cupboard. In the cupboard. So now, Anne, I want you to read this passage. Let's read this passage, please. Now, let's read. In Alison's bedroom. Bedroom. There are 6 doors. There a bed and a cupboard. There's a bed and a cupboard. There are 5 books on the shelf. There are 3 doors under the bed. There are 5
puzzles. Puzzle in the cupboard. Good job. In the cupboard. Thank you. Good girl. Now move to the next part. Now, the next, I want you to answer my question. Okay, let's answer my question. Hello. What's your name? You answer my question. Bây giờ cô Hoàng hỏi và bạn Anh sẽ trả lời nha. What's your name? My name is Hoài Anh. How are you? How are you? I'm happy. Good. How old are you? I'm 6 years old. You're 6 or 7? 7. Good. You are 7 years old. Thank you. Now move to the next part. Days of the week. Okay. Can you say the days of the week? The first day of the week, Monday. Monday. Next. Tuesday. Tuesday. Wednesday. Wednesday. Next. Thursday. Thursday. And Friday. Friday. Next. Saturday. Saturday. And Sunday. Good job. Thank you. Okay, now move to the next part. Okay, today we learn unit 1. Our new things. Our new things. Okay. Chúng ta có cái tựa đề hôm nay Our new things. Chúng ta có things là những đồ vật nhá. New, mới. Our new things, những cái đồ vật mới của chúng tôi. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ học vào những từ vựng liên quan đến những đồ dùng trong lớp học này. Đấy. Và những cái từ chỉ định, những đại tình chỉ định nha. Okay, let's get started. Vocabulary, the first part. Now, look at the picture and say the word. Classroom. Classroom. Good. Classroom. Classroom. Good job. Okay. And the next. What is this, Anne? What is this? Table. Table. Very good. And this one. Computer. 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 Good. And this one. Peg. 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 We do the peg to hold our clothes. Okay. And the next word. Pencil case. Pencil case. Pencil case. Pencil case. And the next, board. Board. Good job. Very good. Now I want you to repeat the words. Now the first word, you say. Classroom. Classroom. Good. And the next? Table. This one. Computer. Computer. Good girl. And this one? Peg. Peg. Good. And? Pencil case. Pencil case. And the last one? Board. 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 Thank you. Good job. Now move to the next part, grammar. Now, look at the picture. Today we learn about this, these. Okay. Now, I want you to read the sentence. Read the example, please. This is the new classroom. Can you repeat the sentence? Bạn Hoài An sẽ đọc ví dụ này nào. This is the new classroom.
the new classroom. Ok. Chúng ta có new là một tính từ nhá, có nghĩa là mới ạ. Ok. This boy is talking about his new classroom. Ok. He points it. This is the new classroom. Ok. And the next. Now let's read this sentence. This is new computer. Computer. This is a new computer. This is a new computer. Computer. You say the. 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 And the next. There are these. The. These. Are new on the new chairs. The new chair. Okay, right. Chúng ta thấy this and these are demonstrative. We use them to talk about people and things that are near us. Chúng ta thấy this nha và these là các đại từ chỉ định ạ. Khi chúng ta muốn nói về một vật hoặc là nhiều vật ở gần chúng ta thì chúng ta sẽ sử dụng những cái đại từ chỉ định này ạ. This is the new classroom. Đây là lớp học mới, đúng không? This is the new computer. Đây là chiếc máy tính mới. Ok. Còn khi bạn ấy nói muốn nói về nhiều vật ở gần thì bạn ấy sẽ dùng từ these. These are the new chairs. Đây là những cái gì nhỉ? Đây là những cái ghế mới, đúng không ạ? Khi chúng ta nói về một vật thôi thì chúng ta sẽ sử dụng this, được chưa? Một vật ở gần chúng ta sử dụng this, đúng không? This is my cell phone. Ok. Khi chúng ta muốn nói về nhiều vật ở gần thì chúng ta sẽ sử dụng these. These are. Ok. Bạn An nhớ chưa ạ? Bạn An sẽ đọc cho cô hàng ví dụ nào. Đây, khi chúng ta muốn nói về một người hay là một vật thôi ở gần thì chúng ta sẽ sử dụng this. Này, con đọc ví dụ nào. This is the classroom. Classroom. Good job. Khi chúng ta muốn nói về nhiều hơn một người hoặc là một vật, tức là từ hai người hoặc hai vật trở lên mà ở gần chúng ta thì chúng ta sẽ sử dụng these are, đúng không? These are the new tables. Table. Good job. Okay, let's remember, right? Okay, now move to the next. Match. I want you to match. Okay. The first, a chair. One chair. So we match with this is. Okay. Can you say the sentence? This is a chair. Good job. And this one, this is a poster. 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 Good job. What about these are? These are pictures. Pictures. These are drawers. These are drawers. Good job. This is a chair. This is a chair. Good job. Let's remember. This is and these are. Ok, bạn nói anh chú ý nhá. These are thì chúng ta sẽ cộng với gì nhỉ? Cộng với gì đây? Cộng với những danh từ, đúng không ạ? Những danh từ số nhiều, được chưa ạ? These are thì ta cộng với danh từ số nhiều thì họ thường thêm cái gì đây nhỉ? Danh từ số nhiều thì được thêm s hoặc là es, đúng không ạ? Đây, danh từ số nhiều này, thêm s này, big pictures, draws. Được chưa ạ? Danh từ số nhiều thêm s nha. Thì đây these are cộng với danh từ thêm s hoặc là es. Tức là danh từ chọn số nhiều, được chưa? Còn this is thì cộng với gì đây nhỉ? A chair, a poster. This is sẽ cộng với a hoặc là an. Được chưa? Cộng với danh từ. Đấy. Ok. Rồi, let's remember. Now move to the next part. Write this is or these are. Cô mời bạn Hoài An nào, chúng ta sẽ viết
Viết this is hoặc là these are vào những chỗ trống thích hợp. Number one. Can you read the sentence? This is the new board. Maya, can you read? The new board. The new board. And the next, number two, we have the word chairs. So we write this is or these are. Can you write? Câu hàng mời bạn An viết nào, viết lên câu hàng chữa nào. Good job. Now, Anne, can you say the word? You say, can you say the sentence? These are pencils. These are pencils. These are pencils. These are pencils. Okay, these are, khi chúng ta đọc nhanh ấy, thì chúng ta sẽ nối cái âm z với r. These are pencils. These are pencils. Okay. Now, what about number two? Can you write? We have the word chairs. Bạn ăn viết tiếp nào. Bạn ăn viết tiếp các câu còn lại nào. Con chọn từ gì bạn viết vào. Okay. Con viết hết các câu đi ạ. Chúng ta còn câu 2, câu 4, câu 6 nữa. Okay, number four. Good job, thank you. Okay, so now I want you to say the sentence. Number three. Good job, it's correct. These are triangles. This is a square. Good job. Now I want you to say the sentence. These are chairs. These are chairs. Very good. And next. Please. These are pencils. These are pencil. Number four. These are triangles. These are triangles. Okay. This is a square. And this one? This is a car. Yeah. Good job. Good girl. Thank you. Very good. Now move to the next part. The next part, that and those. Okay, so now first I want you to read the sentence. That, those. Now, read the first sentence, please. That, the cupboard. That's the cupboard. That's the cupboard. Next. Those are the pegs.
Those are the bed. Good. And this one? That's my picture. Picture. That's my picture. That's my picture. Hoài Anh chú ý nhá, cái từ that là được viết tắt của that is. That is thì người ta viết tắt thành that. Okay. That's a cupboard. Okay. Thì bạn này chúng ta sẽ xem ví dụ đầu tiên nhá. That's the cupboard. Kia là một cái tủ. Chưa à? Khi mà bạn ấy muốn nói về một vật gì đấy ở xa, đúng không? Thì bạn ấy sẽ sử dụng that hay là that is. Okay. Được chưa? Câu thứ hai. Those are the pegs. Those are the pegs. Okay. She is talking about the pegs. And the peg is far from her. Far from her. So she used those are. Khi mà bạn ấy muốn nói về những cái gì đấy nhá, những cái gì đấy ở xa bạn ấy, thì bạn ấy sẽ sử dụng those. Okay. Those are the pegs. Kia là những cái móc treo đồ. Được chưa ạ? And the next picture. This boy say that's my picture. Kia là bức tranh của tôi, đúng không? Khi bạn ấy muốn nói về một cái gì đấy ở xa bạn ấy, thì bạn ấy sử dụng that's my picture. That is my picture. Kia là bức tranh của tôi, đúng không ạ? Thầy, that and those are also demonstrative. That and those cũng là những đại từ chỉ định, đúng không? Khi chúng ta muốn nói về một vật này, hoặc là một người, hoặc là nhiều vật hoặc nhiều người ở xa chúng ta, xa nha, khoảng cách ở xa, thì chúng ta sẽ sử dụng that hoặc là those. Rồi, khi chúng ta nói về một người hoặc một vật thôi thì chúng ta sử dụng that the board. Okay. Hay là that is the board. One board. Khi chúng ta muốn nói về một người, một vật thôi thì chúng ta sử dụng that. Được chưa ạ? Khi chúng ta muốn nói về hai người hoặc hai vật trở lên, đúng không? Chúng ta muốn nói về người hoặc vật ở dạng số nhiều ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng those are. Those are the drawers. Chúng ta có từ drawers, ngăn kéo, đúng không? Những ngăn kéo. Kia là những ngăn kéo, được chưa ạ? Được chưa ạ? Kia là một cái bảng. Kia là những ngăn kéo. Okay. Khi chúng ta muốn nói về người và vật ở xa thì chúng ta sử dụng that hoặc là those, và dựa vào số ít hay số nhiều, đúng không? Số ít thì chúng ta sử dụng that, that is. Số nhiều chúng ta sử dụng those are. Okay? Let's remember. Now move to the next part. Tick the correct one. Okay, tick the correct sentence. Now look at the first picture. The first picture. So, this is a model. This is the correct sentence. Can you read this sentence? That's a poster. That's a poster. Ok, chúng ta sẽ nhìn vào bức tranh này và chúng ta chọn cái câu thích hợp nhé. Ok, bạn ấy chỉ tay ở xa, đúng không? Ở xa thì có một cái poster. Một cái thôi thì chúng ta sẽ sử dụng that. Ok, that's a poster. Now number 2, 3 and 4. What are your answer? Can you tick? Let's tick the correct answer. Oh, good. Now number 3. Good girl. Number 4. Okay. Now can you say the sentence? The next sentence. Those are pegs. Those are pegs. The next. That's a cupboard. Good. And this one. Those are chairs. Those are chairs. Good job. Thank you. Good girl. So now we move to the next part. Okay, number 4. Complete the sentences. Use that or those are. Can you match? You can match. Okay. I give you 1 minute to finish this one. That's a seesaw. Number 2, a slide. We match with that
are those are? Để con Okay, good job. That's a slide. Now number three. Swings. What? Okay, number four. My friends. Good. Number five. A frisbee. Good girl. So now I want you to read the sentence. Now read the sentence, please, Hoài An. That's a seesaw. That's a seesaw. That's a slide. Those are those swings. Are swings. Mm. Those are my friends. Those are my friends. Next. That's a frisbee. Frisbee. Mm, that's a frisbee. Thank you. Great job. Okay, now move to the next part. Good girl. Now move to the next part. Okay, now, Anne, do you want to relax? Let's have break time 3 minutes. Okay? No. No? You don't like to relax? Bạn Anne không muốn nghỉ giải lao à? Quả. Yes or no? Thế thì chúng ta sẽ nghỉ giải lao ha, yeah. Hoặc 3 phút. Lát nữa mình quay lại nhá. Thế bạn ăn cho mắt nghỉ ngơi đã. Anh ơi, làm gì đấy? Lạnh quá mẹ ơi. Thank you.
bật giảm bật ra là ok bà, đi chơi đi thôi. Bà đi bà sáng có gọi nấu thì xin đi cháu mà. Rau à, lúc máy thì lúc máy gọi đó. Xin ra nó ra, rồi bà cứ xin giảm về. Hello. Cô à? Hello An. Do you want to play game? Yeah. Yes. Okay, let's play game, please. Nha, chấm trơn, chả quay. Nhà An đẹp đấy nhỉ? Now let's get started. The game today is fishing game. If you want to catch a fish, you have to answer my question correctly, okay? Let's choose the correct answer. A or B or C or D. Let's get started. Now the first question for you. Look at the picture. Okay. Choose the correct answer. Dot, dot, dot. A bag. A, this. B, these. C, those. Or D? C. Or that? What? Can you say the sentence? C. These C. are bags. Bags. These are bags. You choose this? Okay. Sorry, it's incorrect. Và anh sẽ phải xem cái khoảng cách. Xem là bạn này có đứng gần những cái bag không hay là đứng ở xa. Đứng. One. Gần. Okay, so what is your answer? These, right? Bạn An sẽ đọc cho cô Hằng nào. An chọn đáp án. Gần hay xa? Bạn ấy chỉ tay. Chứ ta thấy khoảng cách ở xa chứ không ở gần. Gần là bạn ấy có thể chạm tay được luôn ạ. So we choose our correct answer. Yeah. Those. Okay. Those are bags. Sorry, you don't have correct answer. Okay, now move to the next. Hoàng bạn hai chọn đáp án nào thì cô muốn Hoàng đọc to cái đáp án này lên nha. Now the next. Dot 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 is a ruler. A that. B these. C those. These. Ah, good job. Yeah. You say this is a ruler. Good job. The next question. Choose the correct answer. Dot dot dot. Are pencils. A these. B that. C those. Or D this. Z. Ah, these. Good. Yeah. You say the sentence. These. The pencils. Are. These are pencils. The are pencils. Good job. Thank you. Now the next. Choose the correct answer. Dot dot dot. Is a computer. A these. B this. C those. Or D that. What are your answer? Hoài An? What are your answer? One, two, three, four, five. Time's up. Đáp án của bạn An là gì ạ? Không biết. Look, the computer is far from the girl, so that. Yeah. You choose that. That is a computer. Bạn An thấy khoảng cách ở đây là cái máy tính nó ở xa cái bạn nữ này đúng không? Bạn nữ này chỉ tay. Còn trường hợp cái gì ở gần bạn thì có thể chạm tay đến thì chúng ta sẽ dùng this hoặc là these, okay?
Now the next question. Look at this. Dot 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 is a computer game. A that. Okay. This. Yeah. Good job. You say this is a computer game. This is a computer game. Good job. Okay, now move to the next question. Bốn câu bốn. Dot 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 is a camera. A that. B these. This is a camera. This. It is far. The camera is far. It is a camera. One camera. So we choose the word. That. Good. Yeah. That. That is a camera. Okay. Now the next question is for you. Dot 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 is a kite. A these, B that, C those, or D this. That. Okay. That. Con xem là cái khoảng cách ở xa này ở gần này ở An. Ở xa. Còn lúc nãy con thấy cái mũi tên vừa rồi ấy. Là chúng ta thấy mũi tên rất là xa, rất là dài. Thì có nghĩa là ở xa đúng không? Còn cái câu này thì mũi tên như nào? Mũi tên nó chỉ ngắn thôi. Thì có nghĩa là ngắn. Ở gần. Chúng ta sử dụng từ nào đây ạ? Chúng ta nói về một cái ở gần thì ta sẽ chọn this, right? Yeah. This is a kite. Okay. Now the next question. Are balls A these, B this, C those, and D that? What are your answer? No. Those. Those. Ngoài An nó có xem cái khoảng cách này gần hay là xa? Chà. Ở xa hả? Mình thấy mũi tên rất là gần đúng không? Mũi tên ngắn thì có nghĩa là gần. Ở gần thì chúng ta sẽ chọn là những vật ở gần nha. Thì chúng ta sẽ có, chúng ta sẽ chọn this hoặc là these, được chưa? Còn những vật ở xa thì chúng ta sẽ chọn là that hoặc là those, đúng chưa? Thì cái này mũi tên ngắn như này ở gần ở xa nhỉ? Gần. Sao con chọn gì? Mà đây số ít hay số nhiều nhỉ? Bulls. Số nhiều chúng ta chọn từ gì ạ? Yeah. These. Được chưa? Con nhớ nha. These. Con đọc lại câu này cho cô ạ. Yeah. These are bulls. Bulls. Good job. Okay, now the next. Look. Con lại xem câu này nhá. Look at the picture. Are watches. Con sẽ xem là khoảng cách ở gần hay ở xa và là số ít hay số nhiều để chúng ta chọn từ đúng ạ. Xa. Con chọn từ nào ạ? Xa. This, that, or these, or those. Those. Ok. Con đọc cả câu cho cô ạ. Yeah. Those are watches. Those are watches. Good. Okay, now the next. Dot, dot, dot. Are chairs. A, those. B. B, that. C, these. Or D. This. What are your answers? Hả? Hoài An sẽ đọc cả câu lên cho Hoàng nào. These are chairs. Good job. These are chairs. These are chair. Good job, thank you. That's enough for this game. Bạn Hoài An nhớ nhá, khi chúng ta nói về những vật ở gần, chúng ta sử dụng this hoặc là these, được chưa? Khi chúng ta nói về các vật ở xa, thì chúng ta sử dụng từ gì đây ạ? That hoặc là those. That. Được chưa? Chúng ta nói về một vật, chúng ta sử dụng this hoặc là that. Chúng ta nói về nhiều vật, chúng ta sử dụng these hoặc là those. Let's remember, okay? Gần, this, these. Xa, that, those. Okay? Xa, that. Thank you.
Now move to the next part. Đã chuyển sang phần tiếp theo nha. Now the next part I want you to listen. Listen and read. Nghe và đọc cái đoạn hội thoại nào. Okay, listen and read please. Now look at the picture. What do you see in the picture? What do you see, Hoài An? What is this? Is this a classroom? Yes. This is a classroom. Who is this? Teacher. This is a teacher. Who are they? Are they students? Yes, they are students. Okay, let's listen and read. What are they talking about? Chúng ta sẽ cùng nghe xem là họ đang nói gì nhé. Okay, now. Table. Computer. Bốn sáng đi bố. Thế à? Tables and chairs. Those are your new pegs. Animal pegs. That is our new whiteboard. And this is the new computer. Look! Wow! Do you like our new things? Yes, we do! And is this a new teddy, Rosie? No. This is my new pencil case. Look, new pencils and pens. Great job. So now I want you to listen and repeat, okay? Now, Hoài An, let's listen and repeat, please. Classroom. Hoài An, repeat please. Look at the classroom. Look at the classroom. Good. These are your new tables and chairs. These are the your new tables and chairs. Your new table and chair. Those are your new pegs. And those are your new pegs. Those are your new pegs. New pegs. New pegs. Good. More pegs. Animal pegs. Animal pair. Okay, animal pegs. That is our new whiteboard. That is our new whiteboard. That is our new whiteboard. Okay. And this is the new computer. Look. And this
is the new computer. The new computer. Look. Look. Okay. Wow. 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 Do you like our new things? Do you like computer? Our new things. Do you like our new things? Okay. Yes, we do. Yes. We do. Yeah, we do. Good job. Now move to the next. And this is a new teddy. Is this a new teddy, Rosie? No. And is this a new teddy, Rosie? And this is a new teddy, Rosie? No. Rosie, no. This is my new pencil case. New pencils and pens. New pencil and pen. Good job. À, bây giờ bạn Han sẽ xem lại cái câu này cho cô xem là An trên là câu này câu hỏi hay là kiểu câu gì đây nhá. Bông An à? Câu hỏi. Chính xác, đây là câu hỏi, có dấu chấm hỏi là câu hỏi đúng không ạ? Bình thường thì ta sẽ có câu khẳng định là như nào. Ví dụ con muốn nói về cái gì đấy. Đây là một con gấu bông đúng không? Ok, An, sorry, wait for me please. Chúng ta có câu, ví dụ đây là một con gấu bông thì ta sẽ có câu This is a new teddy. Teddy. This is a new teddy. Đây là một con gấu bông mới đúng không? Khi chúng ta chuyển sang câu hỏi thì chúng ta sẽ cho động to be lên đầu câu này. Is this a new teddy? Có dấu chấm hỏi này. Đây có phải là một con gấu bông mới không? Được chưa? Thì trong câu này nhá, họ cho đây là câu hỏi thì họ sẽ cho động to be lên đầu câu nhá. Is this a new teddy? Được chưa ạ? Đấy là câu hỏi nhá. Câu hỏi thì chúng ta sẽ cho động to be lên đầu câu nhá. Rồi, chúng ta sẽ xem này. Sẽ xem lại cái đoạn này nhá. The teacher say, look at the classroom. These are not your new tables and chairs. Các con hãy nhìn cái lớp học đi. Đây là những cái bàn mới và những cái ghế mới của các con. Those are your new pegs. Câu này có nghĩa là gì An nhỉ? An xem giúp cô câu này, cô giáo bảo câu này, cô giáo có nghĩa là gì đấy? Those are your new pegs. Those. Đã câu nào, câu nào nói về cái gì đây? Đây là những cái móc treo đồ đúng không? Cô giáo sử dụng those are, kia đúng không? Kia là những cái móc treo đồ, cái khoảng cách ở xa đúng không? Thì cô giáo bảo kia là những cái móc treo đồ. Rồi bạn team mới sẽ nói là animal pegs. Đấy là những móc treo đồ động vật, có hình động vật đấy. That is our new whiteboard. Câu này có nghĩa là gì An nhỉ? Khi chúng ta nói về một cái gì đấy ở gần đúng không? Ví dụ có hàng dương cái này. Đây là This is my cell phone. Đây là cái điện thoại của cô đúng không? Nhưng mà ví dụ cô chỉ ở đằng kia. That is a television. Kia là một cái tivi. Khi chúng ta nói về những vật ở gần, chúng ta sử dụng this hoặc là these. Đây là một cái gì đấy, hoặc là đây là những cái gì đấy. Còn khi chúng ta nói về những vật ở xa, kia là một cái gì đấy, hoặc là kia là những cái gì đấy, đúng không? Bây giờ bạn An xem cho cô Hằng nào. Cái câu này có nghĩa là gì nhỉ? That is our new whiteboard. Ok, chúng ta thấy cô giáo dùng từ that. That là chỉ khoảng cách gần hay xa nhỉ? An nhỉ? Cô giáo có đứng gần cái bảng không ạ? Cô giáo chỉ tay đúng không? Cái bảng ở xa cô giáo dùng từ that. Kia là, đúng chưa? Our, đây là một tính từ sở hữu của chúng ta, chưa? New là một tính từ, đấy là mới. Whiteboard,
Chúng ta học vừa học từ board xong đúng không? Board, cái bảng đúng không ạ? White, trắng, bảng trắng đúng không? Kia là cái bảng trắng mới của chúng ta. Được chưa ạ? Rồi, bây giờ An sẽ đọc tiếp cho cô Hằng xem là câu này có nghĩa là gì đấy. And this is the new computer. Look. Câu này có nghĩa là gì nhỉ An nhỉ? Chúng ta dùng this để nói về những cái như nào nhỉ? Để nói về một cái nào đấy ở gần hay ở xa ạ? Thẳng lên. Bạn An sẽ nhìn vào bức tranh nào. À, An thấy tay của cô giáo đúng không? Tay của cô giáo đang chạm đến cái computer. Thì có nghĩa là cái khoảng cách ở đây là ở gần. Được chưa? Ở gần thì cô giáo dùng từ this. Đại từ cô giáo dùng đại từ chỉ định this. This is the new computer. Và đây là, đúng không? Cô giáo đã chạm được đến cái vật đấy luôn. Cái khoảng cách ở gần đấy. Thì cô giáo sử dụng this. Đây là, this is the new computer. Look. Và đây là cái máy tính mới. Các em hãy nhìn này. Được chưa ạ? Rồi, tiếp theo. Wow. Cô giáo hỏi các bạn này. Do you like our new things? Các em có thích những cái đồ dùng mới của chúng ta không? Yes, we do. Dạ có, chúng con thích ạ. Ok. Rồi bạn An đã nhớ chưa? Rồi chúng ta sẽ xem những câu tiếp theo nào. Rồi. Rồi bạn rồi ạ. Rồi bạn An sẽ xem câu tiếp theo nào. Đây là một câu hỏi đúng không nhỉ? And is this a new teddy, Rosie? Và đây có phải là một con gấu bông mới không ạ, Rosie? Ok, so Rosie say no. Dạ không ạ. This is my pencil case. Look, new pencils and pens. This is my new pencil case. Đây bạn Rosie, bạn ấy đang nói về cái hộp bút của bạn ấy, cái hộp đựng bút đúng không? This is, đây là cái hộp đựng bút mới của con. Look, new pencils and pens. Ok, cô nhìn này, có những cái bút chì mới và những cái bút bi mới. Ok, new pencils and pens. Rồi, đấy là phần bài đọc ạ. Ok, bây giờ cô hỏi bạn An nào. Cô Hằng mời bạn An nào. Cô mời bạn An sẽ đọc các câu ví dụ nào. This is the new computer. Rồi câu tiếp theo ạ. That is a new board. That is a new board. A new board. Bạn An nhớ nha, khi mà chúng ta muốn nói về một cái gì đấy ở gần, chúng ta sử dụng this is, được chưa? Đây là một cái gì đấy. Khi chúng ta nói về một cái ở xa, chúng ta sử dụng gì nhỉ? An nhỉ? Ta sử dụng từ that. That is. That. Kia là. Được chưa? Rồi, bạn An đọc ví dụ tiếp theo nào. The new table. These are new tables. Ok. Câu này có nghĩa là gì An nhỉ? These are new tables. Đây là những cái bàn mới, đúng không? Khi chúng ta nói về những vật ở gần, chúng ta sử dụng these are. Rồi, tiếp theo, ví dụ cuối cùng nào. Those are new pegs. Those are new pegs. Kia là những cái móc treo đồ mới, được chưa ạ? Khi chúng ta nói về những vật, những người, những vật ở xa thì chúng ta sử dụng those are. Ok, bạn An nhớ nhá. Gần thì chúng ta có this, that, chưa? Còn ở xa chúng ta sẽ có những đại từ gì nhỉ? Gần thì chúng ta sẽ nó có những đại từ chỉ định này, this hoặc là these, chưa?
ta nói về một cái ở gần thì ta dùng this, những cái ở gần chúng ta dùng these, còn xa chúng ta có đại từ chỉ định nào An nhỉ? An đưa lại cho Hằng nào. Those. Those, chính xác. Those. Và từ gì à? That, đúng không? Được chưa? Khi chúng ta nói về nhiều cái ở xa chúng ta dùng those. Chúng ta nói về một cái ở xa chúng ta dùng that, được chưa? This is. Vâng. That is, these are, those are. Okay, để bạn ăn nhớ để chúng ta làm bài tập nhá. Okay. Okay, now on. Look at the pictures. Complete. Now the first. Complete the puzzle. Number one. What is this? And it is a pencil, pencil, right? Good. So we have the word pencil. Now number two. What is this? Peg. A peg. Good job. Good job. And number three. Number three. What is this? Book. It is a book. Can you write? Number three. This one. Can you write the word? Can you write letter? B, O, O, and K. K. Good job. The next, number four, what is this? Table. Table, number four. Can you write the word? Number four, can you write the word? Table. Table. Nào, bạn đang sẽ viết vào nào. Okay. Table. T-A-B-L-E, right? Table. Now number five, what is this? And what is this? Is this a board? Yeah. Yeah, this is a board. So can you write the word? B-O-A-R-D. Thank you, board. Okay. Now, Anne, can you say the word? The first word you say?